Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh vlog của Dũng ha. Ngày hôm nay thì Dũng một ngày mà hùng dạng là ngày chiều thứ bảy thì nó cũng là ngày cuối tuần rồi. Xin chúc anh em và các bạn và một số bà con nông dân xem kênh của Dũng có thật nhiều sức khỏe, cuối tuần thật là vui vẻ. Thì bữa nay thì đi làm về thì thôi thì ngoài chim cảnh ra thì mình còn chia sẻ cái kênh này, chủ yếu là mình chia sẻ cái vấn đề về ăn uống, về ẩm thực và đặc biệt là về cuộc sống của mình. Thì có một bạn nói là anh làm như thế này thì anh em chim cò sẽ rời bỏ anh sớm kênh của anh thôi. Thì không vấn đề gì đâu bạn à. Kênh này thì chỉ phục vụ riêng cho về những cái ẩm thực, những cái cuộc sống của Dũng thôi. Và đặc biệt Dũng sẽ dành tất cả những cái tình cảm cho anh em đam mê chim cảnh chủ lực qua cái kênh Chào Mà Đam Mê, kênh như thế này, để mà cùng bàn luận, cùng chia sẻ cho nó một cái gọi là nó chuyên đề hơn và nó chủ yếu hơn. Và giờ nào giờ thì mình từ đó giờ Dũng cũng hạn chế là hầu như là không làm trên chim cảnh trên đây nữa. Thì ngày hôm nay thì Dũng về làm về thì cũng ra vườn, thì bằng như là các bạn đã thấy rồi, nên bạn thấy bà con đã thấy thì vườn cỏ lát không, thì mình có một số cái đồ điều để nói về cái cỏ này trong cái vườn, cái mít thái đặc biệt là cây còn non thì chúng ta cần xử lý như thế nào, chúng ta có những cái cách nào để vừa tận dụng nó ha. Thì mời bà con cùng xem đi. Trong cái chuỗi series về làm vườn, về cái cuộc sống của Dũng thì cuộc sống của Dũng thì là có làm vườn, tại vì làm vườn cũng là một trong những cái sở thích của Dũng ha. Nhưng mà sở thích nhiều nhất chính là nuôi chim. Thì cái cây này hôm trước có làm clip bỏ 007 thì cái này mình sẽ nói sao ha. Mình nói về cái độ phát của cây này nó khủng khiếp như thế nào. Thì cái cơ đoạn nó đi như thế nào ha. Nè, mình đo lên ha. 1 nè, 2 nè, 3 ha. Đó, từ nhánh ép lên thì các bạn thấy là nó tốt tới cỡ nào. Thì video chính ngày hôm nay thì Dũng cũng nói về cái vấn đề là cỏ. Cỏ tại sao thì chúng ta không nên sử dụng những cái loại thuốc xịt cháy, thuốc cháy hoặc là những cái loại thuốc lưu dẫn khai quang có những cái hàm lượng hóa học 24D đó để mà diệt cỏ. Thì cái đầu tiên thì Dũng nói là như là bà con và các bạn thấy nè. Nha, anh em các bạn thấy thì trước khi vô phân thì mình phúc mô ha, và rõ ràng là cỏ này nó lên như rừng, nó lên trong một thời khoảng thời gian rất là ngắn. Đặc biệt là cái vùng nào mà đất nó tốt và có mưa ha, nghĩa là có độ ẩm thì cỏ nó phát triển rất là dữ dội. Thì đợt trước thì mình cũng có vô phân rồi, thì cái vấn đề về phân bón thì mình sẽ nói sau. Còn cái vấn đề hôm nay thì về cỏ như thế này nè, bà con thấy là nó rất là cao à. Nên bạn bà con thấy cao không? Nó cao cả cả một gang mấy, 2 gang. Thì rõ ràng thì trong trong luống mình đã phúc hết rồi. Thì cỏ thì nên nói chung là đối với những cái loại cây con thì như thế này thì tuyệt đối là bà con không nên xịt thuốc nè. Tại vì khi chúng ta xịt thuốc thì hiện tại trên thị trường thì những cái dòng mà thuốc cháy đó, nó rất là độc, nó có hơi ra là nó cũng ảnh hưởng tới cây trồng, cho nên là cái thuốc đó hình như là đang bị cấm và không còn sản xuất nữa. Hay chủ yếu sử dụng những cái loại thuốc lưu dẫn khai quang đó, khai quang có hàm lượng 2,4D lưu dẫn cho cỏ chết từ từ. Cái thuốc cháy thì khi bà con xịt vô là nó nghe hơi thôi là nó cũng đã ảnh hưởng rồi. Thì cái cỏ này nó cũng mình sẽ chia sẻ một cái mẹo để mà mình tận dụng cái cỏ này để mà mình xử lý cho cái vườn của mình. Thứ nhất là mình sẽ phân á, là nó sẽ hạn chế cái việc là đi bay hơi đi hơi đó, và tăng cường cái độ ẩm trong gốc. Và khi mà cỏ nó khô rồi á thì một thời gian thì nó cũng chín biến thành phân. Mình có thể sử dụng những cái loại mà trichoderma dạng bột mình rải ha, để mà mình tủ luôn, vừa biến cỏ thành một cái loại phân chính là cái phân hữu cơ, cực kỳ là tốt cho cây trồng đó. Và cái khi mà mình vườn mình thì tích cực sử dụng những cái phương pháp về hữu cơ thì vườn của mình lúc nào cũng bền vững và cây lúc nào cũng phát triển, và đương nhiên rồi là nó hạn chế được cái sự sâu rầy và tuổi thọ cây nó cũng tăng cao. Đó là lý do. Thì như các bạn thấy nè đó. Đó. Thì cái phần đất này thì nó khá xấu nè, và đặc biệt ở đây là nó đất nó khô, nó khá là khô trên cái bề mặt như thế này đúng không, rất là khô mà. Bà con nhìn nè, rất là khô, đất này cực kỳ xấu đó. Cái này hầu như đất cát không, nhưng mà ví dụ như mà là từ cái góc này mà mình quay lên, mà mình quay ở bên đây thì khi mà mình nhổ lên như thế này thì rõ ràng là con thấy là nó có cái ẩm nè, nó giữ ẩm rất là tốt. Cỏ này nó giữ ẩm rất là tốt, à không, nó giữ ẩm hay rất là tốt, đó, rất là ẩm, không
hay một trào một chật không, nay khô nay ẩm đó. Đó cho nên là cỏ nó giữ ẩm rất là tốt, và khi mà mình xử lý cỏ thì có thể là mình sử dụng những cái loại máy cắt cỏ đó bà con. Bà con hãy sử dụng những loại máy cắt cỏ bằng cước để hạn chế sự nguy hiểm ha. Chúng ta tránh cắt bằng cái đầu cắt bén hồi xưa, mình mới cắt bằng cái loại cước nó bán trên thị trường hiện nay á. Trên mạng đồ bà con có thể đăng ký trên mạng, trên Facebook nó bán nhiều lắm. Thì chỗ nào mình tin tưởng, mình xem người ta bình luận trả lời nhiều thì mình sử dụng cái máy đó để mà mình cắt cỏ. Ví dụ như có anh em nào mà nuôi bò thì mình cho cắt cũng được, nhưng mà heo dũng thì mình vừa cắt mình vừa tập thể dục. Và đặc biệt là khi mà mình cắt rồi á, cỏ khô nó chết xuống á, hay mình đi một ít nấm, cái nấm loại mà Tricolecma cho nó phân giải, khi mà cỏ nó bắt đầu khô rồi đó, mình rải nấm lên thì cái nguồn nấm có lợi nó sẽ phân hủy và nó sẽ cung cấp một cái lượng phân hữu cơ lại cho cái cây trồng của mình. Thì thật sự nó rất là tuyệt vời. Thì ngoài cái việc cỏ như này thì ở đây hiện tại ở trên cái khu vườn của mình ha, nó có khoảng tầm 390 cây gốc Minh Thái. Thì mình đã vô phân thì mình làm cũng có kịp, thì mình sẽ nhổ cỏ như thế này nè, mình nhổ ở ngoài thôi ha, mình nhổ như thế này và mình ướp ngược như thế này đó. Mình sẽ chia sẻ cho một cái bà con một cái mẹo ha đó, anh em một cái mẹo ướp ngược lên như thế này. Rồi ướp ngược lên như thế này, nói thiệt là nó cực kỳ là có lợi, nó cực kỳ là có lợi luôn đó. Rồi chút xíu mình sẽ phân tích cái lợi đó. Như thế này mà như thế này đó. Tại sao mình không cuốc, mình cái cào vô, khi mình cuốc mình cào vô á, cỏ nó không được cái bới cái gốc xới gốc lên á, nhiều khi là nó tỉnh, nó sống dậy và nó giành phân của cây mít trong cái phần mà cái mô quanh gốc đó. Đó mình nhổ ra, đất này sướng lắm, mình nhổ bệ bệ lên không đó, thấy không đó, mình đắp lên, mình lật ngược lên mình đắp lên đó. Thật sự là vừa là giữ ẩm cho gốc ha, vừa là hạn chế tối đa cái sự mà khó phân đi phân ha. Cái sự ví dụ như mình rải phân rồi những cơn mưa lớn hoặc là nắng nó trôi chảy nè, nó cho chảy đi, hoặc là nắng nhiều quá, nắng nóng nhiều quá thì nó cũng bay hơi, nó hạn chế đi khá là nhiều ha. Đa phần nó rất là có lợi đó. Này mình sẽ nhổ lên cho xem nào. Dễ lắm, cỏ này nó dễ đi lắm. Khi mà nó phân hủy ra rồi thì nó cũng là một cái nguồn phân hữu cơ để mà cung cấp cho cái mít đó. Tại vì mình cũng chưa có thời gian để mà mình đắp hết, thì mình cũng làm hôm nay, mình cũng vừa đi làm mình vừa kết hợp với một cái nữa thì mình sẽ lên đây mình chia sẻ cho bà con xem, bà con và các bạn xem ha. Đó. Cái này nó cao rồi nè, nếu mà nó cao như thế này thì mình dùng máy phát ha, máy phát cỏ mình cắt, đặc biệt là máy cước ha. Đó. Mình nhổ ra, mình nhổ là đi lên hết luôn nè, đi lên bệ bệ luôn. Đó, thấy sướng không, xết không, này hay chưa nè, rất là ẩm luôn này, có cái đầu ẩm này. Nhìn đất là biết là con này khô queo, khô ren luôn không. Đó. Thì mình thường là mình nhổ lên như thế này. Đó. Mình nhổ lên như thế này nè, mình sẽ đắp ngược lên. Đó. Vừa tạo độ ẩm cho gốc, hay chưa, ok chưa, vừa là nó sẽ hạn chế cái việc đi phân, hắc khó phân. À, một cái nữa là có mấy con gà, Dũng cũng nói cái đó để chi quay lên kia cho bạn xem. Nhà mình cũng có nuôi một số con gà, mình nuôi ăn thôi nhưng mà nó phá vô địch. Cái đó thì đó, cỏ mình nhỏ bề bề như thế này nè, nó cực kỳ là có lợi luôn. Thay vì mình phải đi tốn tiền mình mua rơm thì cái phương pháp này nó ok lắm. Hoặc là có thể mình mua lá dừa khô thì nó điệp sáp đồ nhiều lắm. Lá dừa khô mình phơi nhưng mà mình thấy mình đẩy lá dừa khô lên nó không có hiệu quả, mấy con chích cành đó nó vẫn phá bình thường à, nó phá bình thường luôn. Nhưng mà mình đắp cái này lên thì mình thấy là nó hạn chế đối đa, hầu như là không có, nó không có phá. Khi mình đắp đều hết thì hầu như là nó không có phá, nó không có bơi. Vậy thôi hả, thời gian là cỏ này khô đi ha, nó cũng là cái nguồn phân hữu cơ cho cái mít của mình luôn. Đó, ví dụ như cây này đó, bạn còn thấy không đó, nó đã khô rồi, nó đã khô thì nó cũng chính là cái nguồn phân luôn đó. Và cái rễ này nè, nó lúc nào nó có cái độ xốp, nó có độ hông hón hết nè, lúc nào nó có cái độ hông hón hết. Đây là rễ chết nè, rễ của những cây cỏ này. Hoàn toàn là mình không có xịt thuốc nha. Còn nếu mà vườn mít mà bà con mà xịt thuốc, anh em xịt thuốc á, thì về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng tới cây ha. Thứ nhất là ảnh hưởng tới đất, thứ hai là ảnh hưởng tới rễ, tại vì cây mít là nó phụ thuộc nhiều vào bộ rễ ha. Rễ tốt thì cây mít nó mới phát triển được.
lần này là mình vô phân rồi ha, thì khoảng tầm trong tuần sau thì mình sẽ tưới humic, mình sẽ quay cho bà con và các bạn xem cái cách mình tưới như thế nào. Đó. Thấy chưa nha, rất là tươi xốp nha, đây cục đà là rất là ẩm nè, thấy chưa. Đó, ẩm luôn này, đây cũng chính là cái nguồn phân luôn, nguồn phân cho cây mít của mình, đập ở ngoài thôi. Cỏ này thì chắc có thể là mình có máy cắt cỏ luôn, mình sẽ cắt cho nó hấp xuống bớt, và khi mình cắt rồi thì cái cây cỏ nó sẽ chết đi, nó chết thì mình sẽ để khô và mình thành giờ mình cung cấp thêm cái lượng phân hữu cơ từ tự nhiên. Ở đây thì mình quay cho bà con anh em và các bạn một số cây mít của mình ở đây nó bị mấy con chích cành nó phá nè. Vườn này thì mình đi phân rồi nha, bốn đọt rồi đó. Mấy ngày thì chưa có xịt thuốc nhiều, để mình cho nè. Ở đây thì mình có sử dụng lá dừa nè, ở đây nè, hoàn toàn không bị nha, hoàn toàn không bị nè, ha, nó bự ngoài có nè, nhưng mà ở đây ha, ở đây là không bị nè, ha, đây là có bự ngoài thôi, không ảnh hưởng gì hết đó. Ở đây nè, ở đây là mình một cái cây mà mình che lá dừa rồi mình tấn gạch như thế này, nhưng mà nó vẫn phá nha, vẫn phá, phải làm nhiều quá nè, không sao, nhưng mà ít thì nó phá, nhưng mà bà con biết rồi, nên bạn biết rồi ha, chúng ta tủ lá dừa thì nó rất là mất công. Nè, xíu cho bà con xem, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đây nó phá nè, mà nó phá như thế này thì nó thấy không, cái này không có cỏ nè, cái này là không có nè, nè lá dừa nè, không phân là banh lên luôn nè, đó nè, nè nó bưng nè. Và nó khi nó bư á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái rễ nè, nó ảnh hưởng tới cái rễ, những cái rễ non phúng ra, mình bây giờ là mình phải làm gấp thôi, tại vì mình muốn chia sẻ đó, mình không cần phải mua rơm làm cái gì cả. Nếu mà nhà chúng ta, nếu mà cỏ mà ở cái vùng đất của bạn á, bà con không nhổ được thì mình dùng máy cắt cỏ, mình cắt xong mình lấy mình tủ lên nè, rễ mít nè, nè rễ mít nè, ít nhiều nó cũng đứt cái phần rễ mít đi đó. Để mình quay cây khác, cái đó là mình bữa nay là mình xử lý hết nha, mình sẽ nhổ lên hết rồi mình để xe rồ lại mình xử lý sạch. Đó, mình sót lắm, đây nè, đứng cây là liền nè, đứng cây là liền, không nè, rễ mít nè, rễ mít nè, nó bưa gì thì cây sẽ mất sức mà đứng cây liền. Mình cũng nóng ruột lắm mà mình đi làm rồi hầu như là chiếm hết cả các ngày trong tuần luôn nè, lá dừa là không có hiệu quả, không có tác dụng gì luôn. Đó, nhìn nè, đó, như thế này thì nó động gốc luôn rồi, nó rất là ảnh hưởng tới cây mít. Rễ nè, tiêu hết rễ nè, nè không, để lá dừa mà nó vẫn phá nè, không nó vẫn phá nè, nè phá tanh bành luôn, cái bánh này sung của mình nè, cực kỳ sung, phá tanh bành chỗ này luôn, bên đây nè, nè không, để lá dừa là không phá mía gì, nó vẫn phá tanh bành luôn. Này mình sẽ phúc mô lại nè, còn nó phá nè, khiếp này. Mặc dù là đẩy như thế này rồi mà vẫn phá, khiếp, banh hết ở ngoài luôn đó. Cho nên là bị đó, cây này khiếp không, cây này mình đã vô phân đầy đủ hết rồi mà nó cũng hơi, nó bị mấy con ấy á, mấy con chích cành nó phá, mình có tắng kỹ lắm mà không, mà nó cũng ba ngoài, nó bơi giáp vòng hết, bơi nhìn chiến trường luôn, thì nó khi nó bơi như thế này thì đứt rễ hết đó. Thì mình sẽ nhổ cỏ mình đắp vô, mình đắp bệ vô là ok, là hầu như là khắc phục được 90-100% luôn, mà chúng ta vừa có cái lượng phân và vừa tạo độ ẩm trong trong gốc cây nữa. Đó, đối với những cái vườn như vậy thì mình sẽ làm cỏ trong gốc ha, và những cái luống ở ngoài mình sẽ cắt nha các con, anh em các bạn, mình cắt đi hết. Thì nếu mà nhà mình nuôi bò thì mình cắt cho bò ăn, còn nếu mà mình có điều kiện mà mình không nuôi thì mình cứ cắt. Thì khi cỏ nó khô, nó dập xuống á, thì mình rải cái phần tricotylma vô để cho nó tạo những cái phần nấm có lợi nha, để nó phân hủy nhanh nè, đây nè, tiếp không phá thì thôi luôn. Ui phá lắm các bạn, tiếp thì video này thì Dũng muốn chia sẻ vậy thôi, cho anh em bạn bà con, nó đơn giản thôi, nhưng mà như thế này hoàn toàn là không bị luôn nha. Đó,
rất là hạn chế được cái việc là gà đồ nó phá rồi vậy đó. Nhưng mà mình ủ vô như thế này thì thật sự là nó rất là có lợi ha. Đó. Và mình ủ đất lên á, phần đất lên, đè cái phần lá xuống thì cái cỏ này nó mau khô và dễ phân hủy, nó cũng là cái nguồn phân từ tự nhiên luôn. Thì Dũng sẽ kết thúc video tại đây. Thì chúc bà con, anh em và các bạn trồng mít, chúng ta có những cái định hướng và luôn luôn chăm sóc cái vườn của mình, và đương nhiên là phải theo dõi thường xuyên nè, có thời gian phải theo dõi định kỳ, rồi xịt thuốc định kỳ để tránh tình trạng là cây nó bệnh mà mình chưa phát hiện ha.